quá, những hình ảnh nóng bỏng quá. Thành phố Hàng Bè. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý khán giả những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 4 giờ 16 phút ngày 30 tháng 10 năm 2024. Em Việt, Châu Việt đang ở ngã tư Hàng Cót và Hàng Mã. Chiều nay em Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng phố cổ để cảm nhận không khí ngày lễ Halloween tại thủ đô Hà Nội. Thời tiết buổi chiều hôm nay rất đẹp quý vị và các bạn. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 27 độ C, trời mát. Buổi trưa hôm nay thủ đô Hà Nội có ánh nắng, nhưng mà bây giờ thì em Việt thấy ánh nắng đã tắt rồi. Một bầu trời trong xanh. Khách tới với thủ đô Hà Nội vào những ngày này thì đi tham quan như đi dạo, rất thích quý vị và các bạn, những hình ảnh rất nhộn nhịp. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt Châu Việt, hãy tặng em Việt Châu Việt một like ạ. Quý khán giả lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Trên tuyến phố Hàng Mã trang trí không khí Giáng sinh rồi, những hình ảnh rất lộng lẫy. Quý cô chú anh chị và các bạn tới tham quan thủ đô Hà Nội vào những dịp gần cuối năm sẽ có rất nhiều sự kiện để du khách ghi lại những hình ảnh. Và trước màn hình là ngã tư Hàng Đồng và tuyến phố Hàng Mã. Ngay góc ngã tư Hàng Đồng, Hàng Mã và Hàng Rươi. Ở đây thì trang trí lễ Halloween rất độc đáo quý vị và các bạn. Vâng, khởi điểm này em Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi qua tuyến phố Hàng Mã và tuyến phố Hàng Chiếu. Mời quý khán giả đi qua phố chợ Hàng Bè. Xong em Việt, Châu Việt sẽ kết thúc ở ngã tư Nò Sũ và tuyến phố Hàng Dầu. Những hình ảnh ngã tư Hàng Rươi, xin lỗi quý khán giả, Hàng Được và Hàng Mã. Các du khách đang mê mẩn với những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Mã. Nóng bỏng quá quý vị và các bạn.
hình ảnh rất nhộn nhịp trên ngã tư Hàng Mã, Hàng Đường và Hàng Chiếu. Trên phố chợ Đồng Xuân thu hút rất đông các du khách đang đi tham quan. Những hình ảnh rất nhộn nhịp du khách đang đi tham quan bằng những chuyến xe điện. Vâng, em Việt, Châu Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Chiếu rồi. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán túi ni lông cũng như là túi giấy bày bán rất bắt mắt. Bây giờ lại xuất hiện ánh nắng trên phố cổ rồi, quý vị và các bạn thấy những hình ảnh rất đẹp. Vâng, em Việt, Châu Việt đang ở ngã tư Hàng Chiếu và đường phố Nguyễn Thiện Thuật. Các cửa hàng bánh rán hôm nay em Việt thấy đang cũng có khách à. Vâng, quý khán giả tới kênh của em Việt xem được những hình ảnh đường phố Hà Nội thì hãy tặng em Việt, Cháu Việt một like ạ. Quý khán giả lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh để xem nhiều clip về không khí tại thủ đô Hà Nội vào mùa đông, những hình ảnh rất đẹp. Wow, những hình ảnh rất nóng bỏng. Đây hai em du khách vừa tới với thủ đô Hà Nội. Bắt đầu tắt đường rồi quý vị và các bạn. Trước màn hình là những hình ảnh ô quảng trường. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tiếp trên tuyến phố Đào Duy Từ. Các
cửa hàng kinh doanh buôn bán hàng ăn thì em Việt thấy nắc đã có khách rồi. Vâng, trên màn hình là ngã tư Nguyễn Siêu và phố Chợ Gạo. Với thời tiết này thì du khách thưởng thức những cốc bia Hà Nội thì nói là rất phù hợp quý vị và các bạn. Các cửa hàng cà phê em biết thấy cũng đông khách. Vâng, em Việt đang ở ngã tư Hàng Buồm, tuyến phố Mã Mây và tuyến phố Đào Duy Từ. Các cửa hàng bán trà chanh em Việt thấy cũng rất đông khách. Các cửa hàng bán bia ở trên phố cổ em Việt thấy nát đác cũng có khách rồi. Mời quý khán giả cùng em Việt đi tiếp trên tuyến phố Mã Mây. Các cửa hàng đều có khách. Wow, và đây trang trí nhìn sợ quá quý vị và các bạn. Toàn hình máu me. Nhỏ nhỏ mà đi qua đây sợ hết hồn hết vía. Vâng, em Việt đang ở trên tuyến phố Mã Mây rồi. Trước màn hình là ngã ba Mã Mây và tuyến phố Hàn Chính. Các du khách ăn mặc rất nóng bỏng. Và trước màn hình là ngã tư Mã Mây và tuyến phố Lương Ngọc Quyền. Các cửa hàng bán cà phê đông khách. Những hình ảnh trên tuyến phố Lương Ngọc Quyền. Những hình ảnh kinh doanh buôn bán rất vất vả.
những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn. Ở đây top du khách đang xem những chiếc bật lửa. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán rất bắt mắt. Trước màn hình là ngã ba phố Hàng Bạc và Mã Mây, những hình ảnh rất đẹp, một đoàn du khách đang đi tham quan phố cổ. Wow, em gái này có bộ tóc đẹp quá. Em về đường đã ba Hàng Bè và Hàng Bạc. Ở trên tuyến phố Hàng Bè em Việt thấy rất nhộn nhịp du khách nước ngoài đang là chọn mua cho mình những mặt hàng về làm kỷ niệm. Trước màn hình là một tốp du khách, những hình ảnh rất tươi đẹp trên phố cổ. Vâng, trước màn hình là ngã ba phố Hàng Bè. Và ngõ chợ Gia Ngư của các bạn. Các cửa hàng bán thịt xiên nướng em Việt thấy nghi ngút khói, những hình ảnh rất độc đáo chỉ ở phố cổ Hà Nội quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư Hàng Thùng, cầu gỗ và tuyến phố Hàng Bè, bên kia là tuyến phố Hàng Dầu. Sang tới phố Hàng Dầu, những hình ảnh kinh doanh buôn bán rất tốt. Cờ điểm này em Việt thấy nhộn nhịp nhất từ trước tới giờ quý vị và các bạn. Wow, đây em gái mặc rất nóng bỏng. Vâng, em Việt đã tới ngã tư Nò Sũ rồi. Wow, những hình ảnh nóng bỏng quá. Cảm ơn quý khán giả cùng em Việt đi một vòng phố cổ để cảm nhận không khí sự kiện
Halloween tại trung tâm Hà Nội. Chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại quý khán giả các clip tới.